Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh ẩm thực của mình. Hôm nay mình làm món cà ri gà để đổi khẩu vị gia đình. Mình dùng 1 kg gà rửa sạch để ráo nước, thêm 1/2 số tỏi băm nhuyễn, thêm 1/2 số sả băm nhỏ, thêm 1/2 hành tím khô băm nhỏ, thêm 1 quả ớt tươi, tùy khẩu vị nha các bạn. Thêm 2 gói bột cà ri, thêm 1 thìa đường, 1 thìa nhỏ bột canh, 1 thìa nước mắm. Trộn đều nguyên liệu. Vỏ ướp ít nhất khoảng 1 giờ đồng hồ. Nếu lâu hơn càng thơm ngon các bạn ạ. Trong lúc chờ ướp gà, chúng ta thái hạt lựu, cà rốt, khoai tây và khoai lang. Mình dùng 1 củ cà rốt. Một củ khoai lang. Hai củ khoai tây. Tất cả đều thái lựu và ngâm vào bát nước khoảng 15 phút. Sau đó rửa sạch để ráo nước. Đợi dầu mỡ nóng, cho cà rốt, khoai lang, khoai tây vào chiên sơ qua, để khi chúng ta om không bị nát. Khi cắt cạnh xém vàng thì tắt bếp cho ra. Giờ mình sẽ phi thơm nốt phần sả, tỏi, hành tím khô còn lại. Rồi cho phần thịt gà đã ướp vào, đảo sơ qua. Đậy nắp vung đến khi thịt gà săn lại. Đảo đều lại cho thịt gà ngấm gia vị. Cho cà rốt, khoai lang, khoai tây vào đảo cùng gà. Thêm 1 gói bột cà ri nữa. Đảo lại lần nữa. Thêm 160ml nước cốt dừa. Một bát nước lọc to. Đậy vung, om liu riu cho tất cả mềm. Pha hòa tan 1 thìa bột năng với bát nước lọc. Om gà liu riu khoảng 1 giờ đồng hồ thì thêm nước bột năng vào. Đảo đều lại. Đến khi sôi và nước đặc sánh thì thêm hành lá thái nhỏ, rau mùi thái nhỏ, thêm chút hạt tiêu. Đảo lại lần cuối. Tắt bếp và cho ra bát. Cà ri gà của chúng ta đã xong. Món này ăn kèm với bánh mì nha các bạn. Khi thời tiết se lạnh, món này ăn rất phù hợp. Hương vị thơm ngon, nước sốt đậm đà, đặc sánh, kết hợp bánh mì còn gì bằng. Các bạn hãy làm để chiêu đãi gia đình nhà mình nha. Các bạn ơi, các bạn hãy like video và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.